và tiến thoái lưỡng nan, tức là lúc đấy mình không biết phải làm như thế nào, bởi vì cái căn bệnh của mình nó thực sự ra là nó là rất là dị ứng, rất là kỵ với lại việc mang thai và sinh con, và nhất là cái bệnh của mình nó là ung thư vú thụ thể nội tiết nữa, thì việc mang thai và sinh con là điều thực sự là điều hết sức là không thể. Thì khi mà gia đình của mình biết, nội ngoại hai bên đều biết là việc chuyện mình mang thai, thì mọi người cũng rất là lo lắng, thậm chí mọi người còn phản đối và khuyên mình là không nên giữ lại cái thai nữa. Nhưng mà khi đó thì mình đọc sách chuyển phát luân rồi, và mình hiểu rằng cái việc mà mình bỏ cái đứa con, bỏ cái sinh mệnh đó đi, thì đó là một cái chuyện là rất là không tốt, đó là thuộc về tội sát sinh. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tạ Thị Thu Hiền, mình đến từ Phú Thọ, năm nay mình 32 tuổi. Hôm nay mình xin kể cho các bạn một câu chuyện về cuộc đời của mình. Đầu năm 2015, sau khi sinh em bé thứ hai, thì mình cảm thấy là trong người mình nó có một cái gì đó rất là khác lạ. Thế và ở trong trong bên ngực phải của mình, một bên ngực phải, thì nó xuất hiện một cái khối u. Đầu tiên thì nó rất là nhỏ thôi, nó cứng. Sau đó thì một thời gian rất là ngắn, khoảng độ hơn một tuần, thì mình cảm thấy là cái khối u đấy nó lớn dần lên và nó có cái biểu hiện rất là mệt mỏi. Thì mình có đi khám, sau đó mình xuống bệnh viện ca kiểm tra, thì lúc đó thì nó như là một cái thông tin nó đến với mình, nó như là một cái tiếng sét. Lúc đó thì cái khoảng thời gian đó mình mới có 28 tuổi, thì bác sĩ kết luận là mình bị ung thư vú, và lúc đó là giai đoạn 3, và mình được chỉ định mổ ngay lập tức. Cái lúc khi mà mình lên bàn mổ ấy, mình được quyết định mổ, thì cảm giác lúc đó là như là cái thế giới xung quanh của mình nó sụp đổ hết, bởi vì lúc đấy hai đứa con của mình nó là còn rất là nhỏ, mình còn rất là ít tuổi, nên là bác sĩ muốn là giúp mình giữ lại một phần ngực. Thế nhưng mà sau đó là bác sĩ phát hiện rằng cái khối u của mình nó quá lớn và nó lan ra rất là rộng. Thì lúc đó mình đã mất rất là nhiều máu rồi và mình rất là yếu rồi, thì mình lại phải lên bàn mổ tiếp lần thứ hai. Và cái ngày mà mình lên bàn mổ cũng chính là cái ngày mà giỗ đầu của mẹ chồng. Thế nên là ở bên cạnh mình thì mọi người thân thì là ở nhà để lo công việc ấy, thì mình cũng rất là tủi thân. Và sau đó là cả một quá trình chiến đấu với lại bệnh tật. Mình được chỉ định hóa chất 8 lần, 8 đợt. Khi đó thì đầu tóc cũng rụng hết, và mình trông như là già hơn 10 tuổi. Lúc đó thì cái cảm giác như là mình sống từng ngày chỉ là để vì con, vì chồng để sống thôi. Một thời gian rất là dài mình khóc đêm rất là nhiều. Mình cứ nằm xuống thì mình lại khóc. Cảm giác như là lúc đó là mình chẳng còn cái gì để mình bấu vào ấy. Khi mà trở về từ bệnh viện thì có một chị họ hàng rất là thân thiết với lại nhà mình ấy. Chị với về thăm mình, chị ở xa về thăm mình và tặng cho mình một cuốn sách, và cuốn sách có tên là Chuyển Pháp Luân. Thì chị khuyên mình rằng chị cũng đã mắc rất là nhiều bệnh tật, và sau đó trong cái quá trình mà chị đọc cuốn sách này và chị luyện tập theo năm bài công pháp thì sức khỏe của chị cải biến rất là nhiều. Nói thật sự là mình là một cái người từ trước nay mình không có tin vào bất kỳ một cái điều gì gọi là tâm linh, hoặc là bất kỳ một cái gì mà mình không nhìn thấy, không sờ thấy. Nhưng từ khi mình bị bệnh thì dù là mình không tin, nhưng mà bởi vì mình nghĩ là nó sẽ có lợi cho sức khỏe mình, sẽ sống lâu hơn với con mình. Thế mình cũng nghe lời chị và kiên trì đọc hết một bài giảng thứ nhất ở trong cuốn sách. Thì mình cảm thấy là người mình nó có cái chuyển biến rất là kỳ lạ. Và khi mà mình nằm ở trên ghế sofa thì mình cũng thấy là cái cơ thể của mình nó rất là nhẹ, nó lưng lưng, nó bay bổng. Thế và mình kiên trì đọc hết thì mình mới hiểu ra một cái điều mà nó từ trước đến nay mà mình đi tìm. Từ khi mà mình bị bệnh, mình cứ hỏi mãi là tại sao mà
mình không làm gì nên tội, mình không có làm gì điều gì xấu tổn hại cho ai mà giờ mình lại phải gánh cái bệnh tật nó sớm như vậy. Khi mà mình luyện thân bài công pháp thì mình cảm thấy là trong cơ thể mình nó có cái gì đó, nó cứ quay quay, nó cứ chạy. Và nó rất là kỳ diệu vì khi mà mình điều trị xong thì thân thể mình nó rất là nặng nề và nó rất là mệt mỏi. Thế nhưng mà khi mà mình luyện thân bài công pháp thì mình lại cảm thấy là khác hoàn toàn. Đứng giơ tay bài công pháp thứ hai, mình đứng giơ tay 30 phút mà tay mình cảm thấy là nó không bị mỏi chút nào. Và khi đó mình đi xe máy, từ khi bị bệnh là đến lúc mà mình bước vào tu luyện là khoảng độ gần 1 năm mà mình không có đi xe máy nữa, bởi vì là đi xe máy thì mình cảm thấy rất là không có vững chãi. Thì cái hôm mà luyện công đầu tiên thì mình trèo lên xe máy mình đi, và lúc đó là có một cảm giác rất là lạ, tức là như là có ai đẩy đằng sau. Mình đi thì cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, và cái xe máy thì nó cũng như là nó không có người đẩy mà nó tự chạy. Đấy, thì mình có cảm giác rất là vi diệu như vậy. Khi mà chồng mình thấy cái sự chuyển biến từ sức khỏe lẫn tinh thần của mình ấy, thì anh ấy cũng muốn là tham gia luyện tập cùng mình để có một cái gì đó ủng hộ tinh thần cho vợ. Thế nhưng mà khi chồng mình đọc sách Chuyển Pháp Luân và luyện năm bài công pháp thì anh ấy cũng có nhận thấy cái sự chuyển biến rất là rõ ràng trong tâm tính cũng như là trong sức khỏe của anh ấy. Và từ ngày đó thì hai vợ chồng mình tu luyện theo Pháp Luân Đại Pháp. Chồng mình trước đây cũng rất là ít nói, và nếu mà đã nói thì sẽ làm tổn thương mình và làm tổn thương người khác rất là nhiều, vì anh ấy rất là cục cằn. Thế nhưng mà sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đọc sách Chuyển Pháp Luân thì anh ấy bỏ được cái tính nói tục và anh không bao giờ làm tổn thương mình nữa. Lúc đó anh tôn trọng mình hơn rất là nhiều, và anh ấy cũng hành xử theo pháp lý, theo chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp là chân thiện nhẫn. Thì khi đó thì gia đình mình, những cái cuộc cãi vã trước kia, những cái ý kiến bất đồng, hoặc là tất cả những cái thứ mà vợ chồng mình có khúc mắc với nhau từ trước nay thì đã được giải quyết rất là nhanh chóng. Và khi mà có mâu thuẫn đến thì hai vợ chồng có thể là tự hướng vào nội tâm của bản thân, tức là bọn mình có thể nhìn vào cái lỗi của bản thân mình chứ không nhìn ra lỗi của người khác nữa. Có một cái chuyện nữa mà mình muốn chia sẻ với mọi người, tức là khi mà mình truyền hóa chất xong, cũng là cái thời gian mình bắt đầu mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thì khoảng độ 3 tháng sau thì mình mới phát hiện ra một cái điều rất là, nói là đáng mừng mà cũng là đáng lo. Mình có phát hiện ra là mình mang thai em bé. Thì đầu tiên là cái cảm giác rất là lo lắng, bất an và tiến thoái lưỡng nan, tức là lúc đấy mình không biết phải làm như thế nào. Bởi vì cái căn bệnh của mình nó thực sự ra là nó là rất là dị ứng, rất là kỵ với lại việc mang thai và sinh con. Và nhất là cái bệnh của mình nó là ung thư vú thụ thể nội tiết nữa, thì việc mang thai và sinh con là điều thực sự là điều hết sức là không thể. Thì khi mà gia đình của mình biết, nội ngoại hai bên đều biết là việc chuyện mình mang thai, thì mọi người cũng rất là lo lắng, thậm chí mọi người còn phản đối và khuyên mình là không nên giữ lại cái thai nữa. Nhưng mà khi đó thì mình đọc sách Chuyển Pháp Luân rồi, và mình hiểu rằng cái việc mà mình bỏ cái đứa con, bỏ cái sinh mệnh đó đi thì đó là một cái chuyện là rất là không tốt, đó là thuộc về tội sát sinh. Và mình cũng nghĩ ở trong tâm, tức là cái điều đó nó là điều không thể đối với một người tu luyện rồi. Thì khi đó là có một cái bạn học viên cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được rất là nhiều năm rồi, thì cũng tình cờ đúng vào cái ngày hôm mà mình phát hiện ra là mình mang thai, thì cô ấy có đến thăm và chia sẻ với mình rất là nhiều những cái pháp lý ở trong Pháp Luân Đại Pháp. Và cô ấy có chia sẻ với mình về niềm tin, có cái sự tín tâm, và khi mà mình tu luyện ấy thì cái sức khỏe của mình được cải biến và mình sẽ không có những cái điều như mình lo lắng nữa. Thế là sau đó thì mình có cái suy nghĩ rất là tích cực, và mình nghĩ là em bé đến với gia đình mình vào cái thời điểm bây giờ nó cũng là một cái mối quan hệ nhân duyên rất là lớn, bởi vì là con cái và cha mẹ đến được với nhau cũng là quan hệ nhân duyên. Thì khi đó mình quyết định là dù cho có thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp, và mình tin rằng là
mình sẽ sinh em bé thuận lợi. Thế và mình quyết định là giữ lại em bé. Thì sau đó mình trải qua một cái quá trình sinh nở rất là thuận lợi. Và em bé sinh ra thì rất là khỏe mạnh và rất là bụ bẫm, rất là thông minh nữa. Thì lúc đó cả gia đình của mình, bạn bè, người thân cho đến tất cả những cái học viên tu luyện cùng với mình ấy, thì mọi người cũng đều rất là mừng cho mình và mừng cho cái sinh mệnh em bé của gia đình mình. Thế, gia đình mình cũng đón chào thêm một thành viên mới nữa. Và giờ em bé thì được hơn 3 tuổi và rất là thông minh, rất là khỏe mạnh nữa. Khi mình thực hành theo cuốn sách, theo những cái lời dạy ở trong sách, thì mình cảm thấy là đây mới chính chân chính là thực sự là tu luyện. Trước đây thì mình là một người khá là tính cách khá là khó chịu, nóng nảy và cầu toàn. Mình luôn luôn sợ người khác nghĩ không tốt về mình ý. Thế nên là mình luôn luôn phải sống với một cái tư tưởng rất là mệt mỏi. Mình luôn phải thể hiện cho người khác xem những cái mặt tốt của mình. Và đây là lần đầu tiên mình thực sự mình cải biến bản thân mình một cách thực chất theo sự chỉ đạo của chân thiện nhẫn. Theo sự chỉ đạo ở trong pháp lý mà sư phụ đã giảng. Khi mà mình nghe tin có cái cuộc bức hại ở Trung Quốc thì mình cảm thấy là rất là buồn và mình thấy nó rất là phi nghĩa. Bởi vì ai cũng có gia đình, ai cũng có hạnh phúc, ai cũng có cái quyền riêng của mình. Thế nhưng mà ở Trung Quốc, những người tu luyện pháp luân đại pháp thì họ đã bị tước đi cái quyền đó chỉ vì cái đức tin của họ ấy. Mình cảm thấy là cái cuộc bức hại này nó thực sự là nó mang đến rất là nhiều những cái nỗi đau. Ví dụ như là sẽ có rất là nhiều những cái đứa trẻ bị mồ côi cha mẹ. Mình nghĩ rằng là nếu mà tất cả mọi người đều biết đến pháp luân đại pháp, đều biết đến pháp lý chân thiện nhẫn, đều hành theo chân thiện nhẫn là pháp lý chỉ đạo ở trong pháp luân đại pháp, thì không chỉ những là gia đình và cho cả quốc gia nữa, tất cả mọi việc đều sẽ đều trở nên tốt đẹp hơn. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.